Em xin kính chào quý khách nhé. Sau đây em review chi tiết cho quý khách xem cái bộ thảm lót sàn cao su xe Ford Ranger quý khách nhé. Bộ sản phẩm thì gồm có 3 miếng to như thế này. Đây là loại là còn là hàng ghế sau thì nó liền khối khối luôn quý khách nhé, nó đúc luôn. Đó. Thì là chất liệu thì là bằng cao su rồi. Cao su rất là dày dặn quý khách nhé. Đó. Nó có cái vân tổ ong này để góp phần là làm mà chống trơn trượt này, hay là làm cái ma sát, ba nữa là làm thêm cái phần đẹp mắt hơn. Đó. Thì là cái này ở đây thì là có cái chữ Nissin. Nissin này là tên của hãng thảm. Đó, user for Ranger, tức là dùng riêng cho xe Ranger. Đó, quý khách nhé. Dùng zin cho xe Ranger cho nó thiết kế vừa vặn, rất là vừa vặn. Đó. Độ dày thì rất là dày quý khách này. Nó phải tầm đến tổng khoảng gần 1 cm độ dày nhá. Đó, rất là đẹp. Địa chỉ bên em thì là 14 Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Quý khách đặt hàng, mua hàng thì cứ liên hệ bên em nhá. Bên em là ship hàng trên toàn quốc. Đó, rất đẹp quý khách nhá.